cho yêu thương đó mong vụt tật. Rồi ta đã như bước qua những khoảng cách, những lần lỡ, và rồi anh đã trở về bên em. Dù cho cả những lúc ta không còn yêu, không còn thương, để rồi như cơn gió qua thật nhanh. Nhân viên công ty kiểu gì mà quy định 8 giờ có mặt, 8 giờ rưỡi mới xuất hiện vậy? Còn má thì được ăn sáng cho công ty nữa. Có liên quan đến anh hả? À, không liên quan chứ. Tôi dù sao cũng có chức có quyền trong công ty này, cho nên tôi được quyền phạt cô. Nghe rõ chưa? Dạ. Lao nhanh lên. Thế sao tôi phải lao? Anh còn đổ trên người tôi nữa nè. Tôi không có đánh rỗi cho trò trẻ con này. Hay là cô định đụng chạm tôi để gây sự chú ý? Đúng là vô lý mà. Cô mà không lao là tôi sẽ đi theo cô nguyên ngày hôm nay, nhắc nhở cô làm vụ này đó. Đây nè. Nè, không biết kiến gì hết, lao lẹ lên. Anh đi làm việc của anh đi, đứng đây nói hoài nhức cái đầu. Tôi phải ở đây giám sát cô chứ, không có bỏ gì về sau. Một chút xíu rồi đổ tác qua tới á, lẹ đi. Người ta qua ta gặp anh đây, ta cười cho thúi mặt công ty luôn á. Cái chỗ kia nước dành lưng nè kìa. Đây nè. Nè, anh không phải là sếp của tôi đâu, đừng có mà quá đáng. Tôi không phải là sếp cô, nhưng mà là bạn thân của sếp cô á. Bây giờ sếp cô có ở đây, tôi thay mặt để mà dạy dỗ nhân viên, hợp lý không? Tao đi. Công viên này kìa. Đó. Kìa. Cô ý không? Anh nghĩ sao? Tôi bận rộn như vậy đâu có rảnh chở những trò con nít. Có chăng hay là anh cũng đang có tình định chạm để gây chú ý với một ai đó? Cô à, mọi người nằm bỏ thiết kế đi. Bộ anh bị đau ở đâu hả? Chỉ là hơi đau tim xíu thôi. Dạ. Đau tim. Dạ, đau tim. Sếp à? Sếp đau tim thiệt hả? Em nhớ tim đâu có nằm ở dưới vậy đâu. Không sao đâu. Mà đau tim nguy hiểm lắm á sếp ơi. Hay là để bây giờ em đi mua thuốc liền cho sếp nha. Không cần đâu, siêu hết rồi mà. Dạ.
Dạ. Góc nhìn khách quan của em á, em thấy những mẫu thiết kế này như thế nào? Em thấy nhìn thì cũng được, nhưng mà có vẻ như chưa có gì đặc biệt, chưa có cá tính, chưa có một dấu ấn riêng. Anh thấy sao? Anh cũng thấy vậy. Nè đâu? Thôi để em ra ngoài đợi anh, cần gì thì gọi cho em ha. Ông làm gì mà đứng như pho tượng vậy? Vô ghế ngồi đi. Người gì đâu mà dòm từ xa xa mà thấy hoảng loạn nè. Ông nói cái gì vậy? Nhung chi nguy hiểm với những người như ông thôi. Người như tôi sao hả? Nè, bạn bè thân thiết không bên giật nhau suốt ngày bên người ngoài. Tôi thiệt không hiểu nha, tại sao ông lại giữ cổ bên cạnh vậy? Đúng, vệ sĩ rất là nhiều, nhưng vấn đề nằm ở chỗ vệ sĩ mà có con mắt thẩm mỹ rất là hiếm có. Nhiều khi Nhung có những ý tưởng rất táo bạo. Ông đừng có quên, cô vẫn chưa tốt nghiệp đại học đâu. Tôi không quan trọng bằng cấp đâu. Làm vệ sĩ thì không cần bằng cấp, nhưng mà để trở thành một nhà thiết kế thực sự thì tôi nghĩ chắc phải cần đó. Nè, hình như là ông thích cổ hả? Ông nói cái gì vậy? Thích là thích làm sao? Thì đơn giản thì cổ chỉ là fan girl của tôi từ thời đại học, cho nên có một sự ưu ái nhẹ, cũng hợp lý mà. Ừ, không thích thì tốt. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu tại sao cổ lại bỏ học giữa chừng. Thân thiết với nhau như vậy mà không biết lý do sao? Nhiều lần tôi cũng có hỏi, nhưng mà cổ nói là không có duyên. Nhưng tôi nghĩ là đã xảy ra một biến cố hay là một vấn đề nào đó, cho nên cô ấy mới thay đổi như vậy. Đại, ông đang nghĩ lý do của Nhung đó hả? Nãy giờ ông nói gì vậy? Ông nói nha, vô tình vừa phải thôi. Dù sao hồi đó thời đại học ông với Nhung vẫn quen biết nhau mà. Tôi nhớ là có thời gian hai người còn cặp kè với nhau nữa đó. Không lẽ... Fan girl của ông thì ông tự lo liệu đi. Tôi không có rảnh để quan tâm đâu. Cô ta quả là cao tay. Lần trước mình đã khuyên đừng nên đi cửa sau, vậy mà vẫn không hề từ bỏ ý định. Hôm nay lão đại còn nhiều việc phải làm lắm, chưa có rảnh đâu. Tôi sẽ xử lý vấn đề này sau. Cuối cùng cũng xong rồi, giờ chỉ cần chuẩn bị bài thuyết trình nữa là mọi thứ hoàn hảo. Đi đâu vậy? Cái công ty này có ma. Ma cỏ gì mà ma? Tôi nói thiệt, công ty này có ma. Tôi làm ở đây nhiều năm rồi, làm gì có ma? Con ma không ở trong phòng này. Nó ở phòng thiết kế kìa, mới gặp lúc thì nè. Nó, cái mỏ nó vậy nè. Cái mình nó bự bự, nó đang thui thù lụi cục. Nó đi qua đi lại, đi lướt 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 luôn. Làm gì có ma nào. Ông bây giờ là ông phải đi
kêu thầy trừ tà về đi chứ không thôi tôi nghĩ việc á. Ông bớt mê tín dị đoan đi, làm gì có ma nào. Tôi nói mà không tin hả? Bản thân bao nhiêu năm rồi không biết không? Cái con ma nó chạy nè nó. Ghê nó, bỏ cái à. Anh Nam à, ở ngoài trời đang mưa lớn lắm á. Lát anh về nhớ lấy xe cẩn thận nha. Người em ướt hết rồi đó, nhớ về thay đồ kẻ bệnh đó nha. Không sao đâu. Hey. Con ma đầu nó to lắm, cái miệng cái đầu nó gì nè. Đi rồi. Đi lộn thôi làm gì vậy? Ngồi xuống đi. Tự nhiên trong công ty mặc nguyên cái áo mưa đi lù lù trong công ty. Mấy đứa ai hết á. Ông á, ông khiển trách nhân viên của ông đi nha. Tôi thấy là càng ngày càng quá lắm rồi đó. Thôi, khiển trách ai thì khiển trách chứ tôi không dám khiển trách Nhung đâu. Mất công một ngày nào đó cô ấy tức giận lên đánh tôi đi hai hàng nữa, mệt lắm. Gì? Chuyện đó mà cô cũng kể nữa hả? Thì tôi là giám đốc mà, tất nhiên cô kể cho tôi nghe thôi. Cũng may là ra đòn nhẹ nhẹ, ra đòn nặng nặng thì tôi không biết lão đại giờ sao nữa rồi đó. Nè, ăn gì chưa? Ăn chúng tôi nè. Không ăn. Nè, ông đang bị đau tử đó, không ăn đi rồi đau bao tử đi hai hàng là mệt lắm rồi nha. Chuyện gì cũng kể người khác nghe hết. Hay lắm. Rồi sớm muộn gì cô cũng sẽ biết tay tôi thôi. Từ từ chờ đó. Lúc nào cũng cà rỡn được. Tôi có trò này hay lắm nè. Trò gì? Bà nhìn nha, tôi sẽ hại con Nhung. Ê Nhung, đứng lại coi. Xem chú dám cái chuyện của tôi hả? Cô kiểu đứng lại coi. Trời ơi. Sếp. Sếp. Trời. Em không có ý. Chết rồi, lần này chết rồi. Không sao. Để em đi mua khăn để lau cho sếp nha sếp. Để em đi mua khăn. Nè. Xin lỗi sếp, cũng không phải tại em. Để em đi vô phòng lấy khăn cho sếp nha, sếp chờ em nha. Thôi không. Vô đi. Ê, hồ sơ của tất cả các ứng cử viên. Nghe nói là sáng nay lão đại nhà ta có chuyện gì đó rất là vui, kể tôi nghe được không? Chuyện gì vui chứ? Nè, nhỏ kia nó kể cho ông nghe rồi hả? Chỗ nào? Tôi chưa nghe kể gì hết. Chỉ là tôi nhìn bộ dạng ông tôi mắc cười thôi. Mỗi lần mà nghĩ tới ông thì chắc có lẽ là mọi stress của tôi tan biến hết. Sao? Ông thấy hồ sơ được không? Hồ sơ kỳ này... À, vô đi. Anh cho em xin sạc nhờ điện thoại. Hồ sơ kỳ này thấy ổn lắm á. Ổn mà. Ông nói rõ tôi nghe đi. Thì có nhiều bản thiết kế giờ cũng được lắm. Nhìn chung là... ổn lắm. Nè, tự coi đi. Ok. Mấy cái hồ sơ đó chỉ hình thức thôi. Muốn đánh giá chính xác năng lực của họ thì mình cần phải coi bản thiết kế thật sự như thế nào.
Tôi cũng nghĩ vậy đó. Kế hoạch sắp thành công rồi, tự nhiên đâu ra lão đại xuất hiện à. Ê, lần này tụi mình chết chắc luôn rồi á. Tôi thấy sếp cười cười vậy chứ chắc ổng tức lắm luôn á. Họa tới luôn rồi. Ai mà biết đâu, chắc là xui thôi. Nó nghe là mượn được cục sạc pin cái sạc cái coi. Mấy đi giờ sạc xiết gì nữa. Để coi coi có ai không. Ôi trời, mọi người ơi, tập trung coi này nè. Gì? Trời đất ơi, Nhung á, nó ạp 21 thôi. Có ạp 21 bào không? Có nè. Có ạp 21 bào không? Có. Có ạp 21 bào không? Chắc chắn là có rồi, nó ạp hết đó. Trời ơi. Trời ơi, có... để avatar hình xúc lại là sao? Trời đất ơi, đẹp trai quá. Nè, cái nhỏ này gan thiệt chứ. Vậy là tất cả mọi người đều nhận được lời mời. Ê, nghe nói là đang quen trưởng phòng đại đó nè. Trời ơi, thì có người như vậy cũng là quen trưởng phòng. Có chuyện gì vậy? Sao ai cũng nhìn mình một cách kỳ lạ? Người ta nói đúng là không sai mà. Cười người hôm trước, hôm sau người thương. Anh đang nói gì vậy? Lần sau có đi đâu thì nhớ khóa điện thoại cho cẩn thận nha. Tự kiểm tra điện thoại đi. Điện thoại. Trời ơi, cái tên này muốn chết mà. Một mình cô thì làm sao đủ khả năng chống lại tôi chứ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Anh là gì? Mày quên tao là sao? À kìa! Là cho mày biết tay! Anh là ai? Chuyện này tao không bỏ qua đâu. Mặt mày tao thiệt ghi nhớ. Mình nhớ. Tao muốn nói chuyện với mày. Nhưng mà tôi thì không có chuyện gì nói với anh hết á. Không nói mà được à? Mày gan lắm hả? Dám dụ dỗ bạn gái của thằng này. Anh ơi à, hiểu lầm rồi anh ơi. Không có đâu. Đâu có dụ dỗ gì đâu mà. Rõ ràng là bữa đó tôi trả cổ lại cho anh rồi mà. Trả cái gì? Bạn gái tao là món hàng hả? Không. Mày không biết tôi yêu cô ấy nhiều lắm không? Mày không biết không có cậu tôi sống không bằng chết không? Mày không biết tôi yêu cô nhiều như thế nào không? Biết chứ. Biết. Sao mà biết? Mày đâu biết gì đâu. Lao gì? Tao nói hết thì sao mày không biết được? Ê, đứt mặt mày. Anh tưởng trốn ra đây là thoát được tôi hả? Nhung, cứu anh với, đừng có dao nè. Anh lại gây ra chuyện gì nữa vậy hả? Nói lại. Hả? Bạn gái của tôi á, nhỏ nhỏ lắm nha. À, thả tôi ra lẹ đi, không coi là bạn gái tôi xử đẹp. Nè, chuyện của anh gây ra anh tự chịu đi. Đừng có lo tôi vô đây. Ê, Nhung.
mày tao xử cả hai đứa luôn. Chạy đi, chưa có nhào đây, dừng chạy đi. Khốn nạn, đứng cái nhà mày ngon không mày, chứ tao đối với tao nè mày, nhìn nhau như con gái à, chơi với tao nè, cướp nhau mày gì? Lấy đi thôi này, lấy lấy. Cười lên, cười lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Gọi cho anh nhanh lên. Ừ, cho xong gọi liền. Chân đau lắm hả? Sao? Sao gì? Đi cái lết lết nãy giờ kìa. Mày đặt không? Làm gì vậy? Leo lên. Leo lên đi cổng về cho lẹ. Không chịu hả? Tôi biết rồi. Thích đi bộ thánh đô với tôi cái gì? Đi có bờ hồ mát mẻ nữa, lãng mạn ghê ha. Tôi không có ý đó. Không có ý đó hả? Vậy thì leo lên. Nè, cô không chịu leo lên nghĩa là có ý đó đó. Thấp xuống. Hết hồn. Từ từ thấp xuống. Được chưa? Trời ơi. Sao đàn ông gì mà yếu xìu vậy? Tự nhiên cô nhảy lên người ta. Người ta yếu nữa. Nè, con gái nhìn to con quá mà sao nhảy heo vậy? Coi lại cho đồ dinh dưỡng đi nha. Tự nhiên cứ chạy ra đây. Cô nhớ tôi lắm hả? Hả? Ai mà đâu chạy ra cứu tôi vậy? Nhào ra chi cho què giò. Bao độc. Đúng là anh biết cách để cho người ta không có cứu anh quá ha. Không muốn người ta cứu thì đừng có nói người ta là bạn gái của mình. Tôi nói cho vui đó. Không thấy vui hả? Không thấy vui thì tôi đền tiền cho cô đi bác sĩ được chưa? Cô làm gì vậy? Nè, mọi chuyện gì cũng giải quyết được bằng tiền hả? Chứ không phải cái thứ cô thích nhất trên đời này là tiền hả? Anh im đi. Tôi ghét nhất là cái hạng người mở miệng ra là tiền đó. Cô cũng biết diễn kịch quá ha. Ai diễn? Không phải anh mới là người đang diễn hả? Mà diễn hay nhất là cái vai để cho người khác nghĩ là mình là người tốt bụng. Tên sợ khách. Khả năng diễn xuất của cô bây giờ nó đạt một cái đẳng cấp cao hơn rồi đó, cô biết không? Cô đang diễn vai gì vậy? Thánh nữ hả? Thiếu nữ thanh cao. Tôi có diễn giỏi tới nào cũng đâu có bằng anh. Trình độ của anh diễn xuất bây giờ hơn diễn viên nổi tiếng luôn rồi. Là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Cảm ơn cô quá khen nha. Tôi không dám nhận đâu. Cô thì sao? Cô diễn như không diễn vậy đó. Mà nhiều khi cô cố tình ra là cô đang diễn với người khác, người ta cũng không tin cô đang diễn đâu. Xuất sắc quá mà. Anh về trước đi. Tôi muốn một mình. Lại đang diễn nữa hả? Chứ không phải là cô biết tôi là một đứa rất ngạo mạn. Ca nào khó tôi thích đâm đầu vô lắm. Tôi đang có hứng nè. Leo lên.
Tôi nói là tôi muốn ở một mình. Anh điếc rồi hả? Không cần tôi cõng về đúng không? Vậy tôi về trước, đỡ mệt khỏi phải cõng. Khỏe. Nếu không học thiết kế, chắc giờ anh đã là một diễn viên nổi tiếng rồi. Vậy nên tôi mới bị anh lừa một cú ngoạn mục như vậy. Ê tụi bay, lão đại của chúng ta bị người ta hành bệnh nữa rồi kìa. Mà tụi bay công nhận không, lão đại cao tán thiệt. Ngay cả nữ thanh niên mà khó tính nhất trường này á, mà lão đại còn cưa đổ. Quá tuyệt vời. Làm gì chung độ đi. Đúng. Tiền gì? À lão đại. Thôi tụi em biết mà. Thôi. Thì đấy, tiền tụi này thua độ lão đại đó. Đúng rồi. Sao vậy? Dù gì nữa, ban đầu đã thảo luận như vậy rồi mà. Nếu mà lão đại muốn tiền thêm nữa thì lần sau lựa đối tượng nào mà xấu hơn cả Nhung đi. Là tụi em đưa hơn. Ờ, chọn đối tượng xấu đi rồi mới tụi em đưa cho. Tụi bay mới đi, để tao nói cho lão đại nghe. Tụi em á sẽ chúc mừng lão đại sẽ thêm một cái tên vào danh sách những người thả thính. Tuy lần này cá cược hơi lâu nhưng mà cuối cùng lão đại cũng thắng. Thôi mà cầm lão đại, cầm đi nè. Cầm đi, cầm đi. Đấy. Thắng cuộc thì cầm đi mà. Cầm đi. Thì ra đây là trò cá cược của anh hả? Chúc mừng anh. Đúng, đúng. Mày thiệt tình á. Đúng. Về rồi hả? Em nghe giải thích có được không? Làm ơn nghe nói đi. Nhưng mà Nhung, em nghĩ thử coi, nếu anh không có tình cảm thật với em á thì anh đâu có ngu đâu mà anh để bụng đói từ trưa giờ anh chờ em nè. Anh đi về đi. Cho dù em không chịu nghe anh giải thích thì anh cũng nói với em một lần. Đúng là lúc đầu anh với mấy đứa bạn đã cá độ với nhau là sẽ cứ đổ em, nhưng kết quả thì sao chứ? Anh bị một cô gái như em bẻ tay. Lúc đó anh cảm thấy xấu hổ lắm, thấy nhục nhã lắm. Và anh đã quyết tâm bằng mọi cách anh phải tìm được thông tin của em để cưa đổ được em. Anh đã theo chân của em, vì em đi giao báo, đi photo tài liệu, và cả lúc em bán bánh tráng nữa chứ. Em đúng là một cô gái thú vị thật. Lẽ ra cho cá cược của anh chỉ có kết quả thắng hoặc thua thôi, nhưng kết quả đối với anh lại khiến cho bản thân anh cảm thấy rung động trước một cô gái như em. Em nghĩ sao mà lại đưa em về nhà ra mắt mẹ hả? Mà em còn là cô gái đầu tiên bước lên phòng của anh nữa chứ. Nếu em không tin những lời anh nói thì anh sẽ đứng đây, anh không đi đâu nữa hết á. Cho dù em không chịu nghe anh nói thì anh vẫn muốn nói với một điều: anh yêu em. Anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất kỳ cô gái nào hết. Anh thật sự yêu em. Anh thật sự yêu em Dung. Nói thì nghe hay lắm, vậy mà một chút kiên nhẫn cũng không có nữa. Đồ dối trá.
Ê, tụi bay á, có hay tin gì chưa? Tin gì? Sáng nay nè, lão đại ngất xỉu trước phòng của sáu nữ á. Cái gì? Ừ. Ủa, sao mày biết? Trời ơi, lớp trưởng báo. Tội nghiệp lão đại quá à. Tội nghiệp lão đại của tôi quá à. Chị Nhung ơi, chị ngồi đi chị. Chị ơi, tụi em xin lỗi chị nhiều lắm. Nghe, mày làm gì vậy, mày làm quá vậy? Có gì đâu mà mày buồn. Chị đại, xin lỗi chị. Trời trời, tụi bay bị gì vậy? Người ta tên Nhung. Mày nói bậy. Đây là chị Nhung, nhưng mà là người yêu của lão đại, mày phải gọi là chị đại chứ. Chị ơi, cái chuyện hôm qua không phải lỗi của anh đại đâu. Lỗi là do tụi em á. Anh đại á, anh nói với tụi em á là cái vụ cá cược đó anh bỏ qua lâu rồi, tại tụi em giận nhây quá. Chứ thật sự á, anh đại còn yêu chị nhiều lắm. Anh đại á, anh nói sẽ đi tìm chị để giải thích đó chị. Đúng rồi chị. Dạ. Bây giờ chị đến bệnh viện thăm anh liền đi. Anh bệnh nặng lắm á, không chừng là lần cuối chị gặp ảnh á. Gì? Lần cuối hả? Lần cuối. Trời ơi. Dạ. Chị đi liền đi. Chị trò sách của chị. Chị nhớ cho em hỏi lời thăm anh ấy nhá. Chị, em nữa. Chị ơi. Đi không? Nè, sức khỏe của con sao rồi? Cô đến đây làm gì? Cô gây bao nhiêu chuyện cho nó? Chưa đủ hay sao? Hả? Người ta có lòng để thăm con sao mẹ la người ta vậy? Dạ, thưa bác, con tới thăm anh đại chút xíu rồi con về à. Tới thăm tôi chưa kịp thăm hết đầu về rồi hả? Lại đây coi. Mày hồi có bị sao không vậy? Không vô thăm tôi là tôi bị sao thiệt luôn á. Đừng có bị sao nha, tôi lo cho mấy người lắm á. Tha lỗi cho anh. Đồng ý làm người yêu của anh. Mấy người được voi đòi tiên quá vậy. Nhung à. Ủa, có dạ. Người gửi thư cho con nè. Thư cho con hả cô? Ừ. À, cảm ơn cô. Gửi Fanger ngớ ngẩn. Trước khi anh đi du học, anh muốn nhắn nhủ tụi em một vài điều. Anh đi du học. Cảm ơn em vì đã là một Fanger trung thành của anh. Nhìn thấy em mỗi ngày, được nói chuyện với em làm anh cảm thấy rất vui. Hy vọng đến khi anh quay lại thì em vẫn là Fanger của anh như bây giờ. Còn một điều anh muốn nói với em, anh yêu em.
Sao mày lủng một lỗ vậy nè? Không như vậy cũng đã quá đủ rồi. Mình chỉ là một fan girl của ảnh thôi. Vậy mà trước khi ảnh đi du học, ảnh cũng viết thư cho mình. Mới xuất viện, sớm về phòng nghỉ đi. Qua đây làm gì? Qua đây gặp mấy người chứ làm gì? Thừa biết rồi còn phải đặt hỏi lại nữa. Bây giờ gặp rồi nè, về đi. Muốn tôi về thiệt hả? Ừ. Ờ, về thì về. Giỡn mặt hả? Tôi nói là mấy người về phòng của mấy người kìa, đâu phải là vô phòng của tôi. Chưa có về được, có chuyện khó nói. Ủa? Thôi, tôi không có tin mấy người đâu. Mấy người đi về phòng đi. Cái gì? Khó nói quá không nói. Bây giờ tôi sẽ làm đây. Trời ơi! Dạ ơi! Anh này anh ghen quá hả? Anh cầu tay không? Không. Đi về phòng. Chưa nói được. Nói có thể cô nhớ sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.
sau này thì được một phòng ba bảo tháp, thì tôi cũng mãi mãi được cảm ơn. Cho dù bất kỳ khó khăn gì thì hai đứa chúng tôi cũng sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại bỏ học giữa chừng? Mà chừng cổ đang bị đau. Lẽ ra người nhìn phải là mình mới đúng chứ ta. Anh về nói với mẹ của tôi á, khi nào mẹ tôi đồng ý Nhung thì tôi mới quay trở về. Anh hứa hẹn với tao đủ điều hết á, là mai mốt còn cưới tao nữa. Vậy mà bây giờ nói tao là chia tay đi, tìm người khác tốt hơn ảnh. Tôi có một yêu thương, điều kiện gì cũng được hết, chỉ cần nó còn được bên cạnh mình. Vậy giờ dễ đổi, bạn đã có vợ, hội đàn ông cho anh. Dù cho con không còn nhớ, không còn thương. Anh nghĩ là nhà giàu, anh có quyền coi thường người khác hả? Thích thì anh tìm tới, không thích thì anh bước bỏ đi. Bây giờ đó, con mãi mãi nghe lời mẹ, đừng yêu cô ta. Thì bây giờ con đâu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy sợ hãi một khi nhớ tới người yêu đương. Con lập tức dọn đồ về nhà ngay cho mẹ và rời xa con nhỏ đó nữa. Tại vì đối với những chuyện quan trọng thì mình cần phải viết thư tay thì họ mới thấy được sự trưởng thành của mình nữa. Alo. Tiếp theo là gì hả? Có phải tiếp theo là em ơi yêu xa khổ lắm, mình chia tay đi. Nè, anh nói với người con gái khác trước mặt em vậy, anh không sợ em buồn hả? Anh nên nhớ em là vị hôn phu tương lai của anh. Chuyện đó hả? Bây giờ đang trong giai đoạn rất là khó khăn, ăn ở chưa xong nữa. Cho nên là cái vụ mà cưa xấu nữ đó tạm thời thì lay lại rồi. Tóm lại là anh chỉ muốn chia tay thôi chứ gì. Ok, tôi đồng ý, anh chia tay thành công rồi đó.